Dạ chào mọi người nha, sáng nay em tiếp tục lên vài cái món để anh em mình trang trí xe VIP nha, hoặc là mình thích thì mình sưu tầm, hoặc là anh em nào chơi xe VIP thì mình có thể mua về gắn xe VIP nha. Rồi ai quan tâm sản phẩm nào thì mình có thể ủng hộ em qua số điện thoại là 0983 880 344 nha. Rồi giới thiệu đầu tiên đi, đầu tiên đây là một cái máy ảnh Polaroid đi. Máy ảnh Polaroid này của Mỹ thời xưa nha, máy này thì sử dụng là những cái thập niên 1950-60 nha. Cái này thì máy này còn khá là mới, nó bụi vậy thôi chứ mình vệ sinh lại là rất là đẹp nha. Đây là máy ảnh Polaroid của Mỹ thời xưa, máy ảnh chụp chiến trường thời xưa nha. Đây là Polaroid 210. Thì cái này em bán để anh em sưu tầm thôi chứ mình không có sử dụng được nha. Lưu ý giùm em, cái này là sưu tầm thôi chứ mình không sử dụng. À, cái này thì mình có thể bung ra bung vào được nha. Đó, mình xếp lại nè. Đó, xong. Đó, hồi xưa là người ta di chuyển thì người ta sẽ gấp lại như thế này, còn muốn bung ra thì mình đó bung ra. Rồi cái máy này giá 700.000 nha, 700.000 Polaroid 210, máy chụp hình của Mỹ thời xưa, 700. Tiếp tục một cái máy nữa, đây là một cái máy điện thoại TA312 của Mỹ thời xưa nha. Máy thì này thì đời 1967 này, máy này đời 1967 nha. US 1967 nè, US nè. Đây gọi là điện thoại TA312, máy bộ đàm TA312. Thì cái này để sưu tầm thôi chứ mình không sử dụng được nha, sưu tầm hoặc là mình gắn xe VIP. Đó, một bộ nó bao gồm một cái máy và một cái tai nghe như thế này. Máy này thì giá là 1.300.000 nha, 1.300.000. 1.300.000 cho cái máy TA312 này, máy này khá là nặng nha, nặng trên 3 kg á. Nặng khoảng 3 kg. Giá là 1.300.000 TA312. Rồi tiếp tục. Đây là một cái BRC25. BRC25 nha. Máy BRC25 này là của Mỹ, gọi là chiến lợi phẩm của Mỹ để lại. Cái này thì nó chỉ có vỏ thôi, nó không có ruột nha. Lưu ý với giùm em, máy này thì nó chỉ có vỏ không có ruột. Máy đầy đủ anten và tai nghe. Cái này thì sử dụng anten lá lúa nè, anten lá lúa nha. Anten và tai nghe đầy đủ. Cái này thì để mình gắn xe VIP. Tai nghe này không thích thì mình có thể tháo rời ra được luôn nha. Đây. Rồi máy này giá thì 1.500.000. 1.500.000 cho cái máy BRC25 này. Lưu ý giùm em, máy này không có ruột. Máy này chỉ có vỏ để mình đăng ký sưu tầm nha. Mấy cái này để sưu tầm quán cà phê hay là gắn xe VIP vào chơi vậy đó. Chứ còn nhiều anh em nói sử dụng được không là chắc chắn là không sử dụng được nha. Và nếu mà nó mà sử dụng được thì tất nhiên là không được bán ra thị trường nha. Tại vì cái đó nó là hàng của quân đội là mình không bán được. Còn khi nào nó hư rồi mình chỉ có cái vỏ thôi, thì nó gọi là phế liệu thì mình mới được mua bán nha. Rồi cái này thì giá là 1.500.000. 1.500.000 cho cái BRC25 này nha. TA312 thì 1.300.000. Rồi tiếp tục. Đây. Đây là cái anten 7 đoạn. Anten 7 khúc đó. Cũng dành cho cái BRC25 này luôn. Cái này mình có thể gắn vào cái BRC25 này luôn nha. Và cái anten này khi mình bung ra thì nó dài tới hơn 3 mét nha. 3 mét là nó dài tới 3 mét là nha. Đây. Ở đây em có một cây nè. Đây. Tức là cái cây này dài quá, rất chi là dài nha. Đây mọi coi nè, rất chi là dài luôn, hơn 3 mét nha, dài hơn 3 mét. Cây này anh em nào mà có gắn xe VIP xe đồ á thì mình mua cây này, hoặc mình sưu tầm á thì mình mua cây này và mình gắn xe VIP nha. Đây là anten 7 khúc. Cây này thì giá 600.000. 600.000 cho cái anten BRC25 này nha, 600.000. Cây này dài 3 mét 7 khúc, gọi là 7 đoạn đó. Anten đó là 600.000. Rồi tiếp tục thêm một cái vỏ DKZ nè. Vỏ DKZ, vỏ này thì khá là đẹp nha. Tất nhiên đây chỉ là cái vỏ bằng thép nha, vỏ bằng thép đựng cái viên đạn DKZ, chứ nó không phải là viên đạn nha, nó chỉ là cái vỏ để đựng viên đạn DKZ thôi. Cái này thì anh em có thể về chế làm ống bô xe máy nè, hoặc là mình gắn trên mấy cái series cũng được nha. Ống này thì 350.000 một cái, ống này khá là đẹp nha.
350 ngàn một cái. Tiếp tục đây đi, giới thiệu bình tông đi, cũng là một sản phẩm dành cho anh em nào hay gắn xe riết. Xe riết thì người ta hay gắn mấy cái bình tông này. Đây là cái bình tông 5 lít của Enso thời xưa, bình tông 5 lít nha. Bình này thì còn rất là mới, có thể nói gần như chưa qua sử dụng luôn, nhưng mà hàng lâu năm thì nó cũng phải có trầy trầy một chút xíu đó. Nắp nó còn đầy đủ dây riêng của nó luôn nha, nắp đầy đủ dây riêng của nó luôn. Bình này cũng vậy luôn, bình này thì giá là 1,2 triệu một bình, 1,2 triệu một bình nha. Bình này bằng nhựa nha, lưu ý với mẹ, bình này bằng nhựa không phải bằng nhôm nha, hàng chuẩn thời xưa, giá 1,2 triệu một cái. Ở đây thì em có được mấy cái thôi, không có nhiều ạ. Rồi giới thiệu thêm cái thùng này đi, tại vì anh em xe riết thì cũng hay gắn cái thùng này, gắn ở giữa cái ghế tài với ghế phụ á, thường thường gắn cái ghế tài ghế phụ thì hay gắn cái thùng này để đựng đồ đó. Thì đây là một cái thùng đạn 11 lít nha, thùng đạn 11 lít của Mỹ. Cái thùng này á thì hôm bữa em có giới thiệu rồi, hôm nay em giới thiệu lại nha. Dài nè, dài 45, bề rộng 15 và bề cao là 25. Bề cao là 25 nha, dài 45, rộng 15 và cao 25, hàng chuẩn của Mỹ USA nè. Thùng lớn nó mới có ghi USA nha, những cái thùng mà 3 lít, 7 lít, 9 lít rồi nó sẽ không có ghi chữ USA này, mà nó chỉ đóng cái chữ nổi là SCF thôi, nó không ghi USA. Còn riêng cái thùng 11 lít này thì nó có ghi USA nha, nhưng mà cái này là cái chữ người ta sơn lại nha, chữ sơn chứ không phải là chữ mà dập nổi, mà là chữ sơn lại. Thùng này là chuẩn của Mỹ thời xưa. Đây, nó còn cái tem, cái thùng này thì nó có cái tem chống cháy nè, tem cảnh báo cháy chứ không phải chống cháy nha, tem dễ cháy nổ, tức là tem cảnh báo dễ cháy nổ. Đó, thùng này bên trong thì rất là đẹp nha, cái này là em mới rửa nè, đó cái này em mới rửa nước, nó còn chưa khô. Thùng này thì giá 800 ngàn một cái, thùng 11 lít này giá 800 ngàn một cái nha. Rồi hôm nay em lên vài sản phẩm này thôi nha. Mọi người quan tâm sản phẩm nào thì cứ liên hệ với em là 0983 880 344. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha.